Nhóm sơ trộm này không làm mà vẫn muốn có ăn nên đã tụ tập với nhau để đi nhảy đồ dạo. Mục tiêu của họ chỉ là trộm những chiếc thẻ tín dụng rồi hách lấy hết số tiền của các nạn nhân. Tuy nhiên cả nhóm lại không may dính vào một vụ đánh cắp kim cương lên đến 20 triệu đô. Vì vậy mà bọn họ bị cảnh sát hay rất nhiều băng nhóm mafia khác nhau truy đuổi. Họ sẽ làm gì để thoát khỏi tình cảnh chứa chiêu hiện tại? Đây là một câu chuyện có thật được dựng thành phim nên cả nhà hãy cùng với kênh theo dõi nhé. Nam chính của chúng ta tên là Sam, bởi vì người anh trai bị tai nạn nên cậu đã lập ra một nhóm trộm thẻ tín dụng. Sau khi có thẻ họ sẽ dùng nó để mua các vật dụng giá trị rồi bán lại lấy tiền. Cả nhóm gồm Foxy, bạn thân của Sam, hiện đang sở hữu một cửa hàng bán thiết bị gia dụng. Ngoài ra còn có Jatesy, kẻ đi bán thuốc lá lậu, và Rafa làm trong cửa hàng tiện lợi với nhiệm vụ chụp lại mật khẩu thẻ tín dụng của những người mua hàng. Vì nghe nói một ngày đi cướp bằng 3 năm đi làm nên bốn chàng trai này đã tập hợp lại với nhau. Họ vẫn làm những công việc bình thường nhằm che mắt chính quyền. Tối đó Jatesy và Rafa ra ngoài để cướp, cả hai phát hiện một ông già đang chơi trò cưỡi ngựa với cô gái trong xe. Họ liền phá cửa xe rồi quay phim lại cảnh này. Rafa đe dọa sẽ tung lên mạng nếu ông ta không đọc mật khẩu thẻ tín dụng. Sau khi lấy tất cả mọi thứ, họ phát hiện một cặp táp nhưng ông ta van xin đừng lấy. Có thằng nào đi cướp mà trừ lại đồ giá trị không? Bên trong cặp có vài xấp tiền và thiết bị điện tử. Ông già sau khi mất đồ thì gọi cho một gã tên là Marcel báo mình mới bị nhảy đồ. Cả nhóm trở về đếm số tiền kiếm được trong ngày và họ quyết định đi đến buổi lễ của những sinh viên vừa tốt nghiệp. Tại đây họ gặp cô nàng Frankie đang ở trong quầy bar nên thanh niên Jatesy hám gái liền mò đến tán tỉnh cô, nhưng cảm thấy thần đã nhắc nhở chưa phải lúc nên anh ta đành rời đi. Vậy là Sam đã có cơ hội đến nói chuyện. Frankie chia sẻ rằng cô đang làm người xử lý dữ liệu của một công ty tín dụng tên Express. Trước khi người DEPVE Sam có xin số điện thoại nhưng chỉ nhận được một địa chỉ mail. Tán em đâu có dễ dàng vậy đâu anh ơi. Sáng hôm sau, Sam và Foxy đến lấy hàng từ một người đàn ông vừa bị mất thẻ tín dụng để đi shipper. Sam nói cho Foxy biết Frankie làm trong công ty Express và đó là một cơ hội tốt để cả đám kiếm tiền. Nhưng Sam rất thích cô nên không muốn cô dính vào công việc của họ. Trở về văn phòng thì họ phát hiện Marcel đang ở đây với vài tên cận vệ cơ bắp. Còn hai thằng bạn thì đang bị trói trong tình trạng không mảnh vài che chim. Hắn nói đã bị cướp mất vài thứ quan trọng và chắc chắn là do hai thằng ngồi đây lấy. Hắn sai người đập ông già một trận khiến cho bốn thanh niên có mặt sợ đến vãi cả đái. Marcel bắt cả bọn phải mua tất cả những thứ có trong giấy và giao cho hắn vào đúng 5 giờ chiều. Như vậy, bốn thanh niên buộc phải lấy tất cả thẻ tín dụng mà mình đã trộm được mới mua đủ số hàng yêu cầu. Họ rút tiền từ nhiều cây ATM khác nhau để tránh bị phát hiện. Cuối cùng cũng chuẩn bị đủ số hàng trong giấy và đến chỗ hẹn. Được biết số hàng này giá trị phải lên tới 60.000 bảng. Nhưng tên Marcel chưa dừng lại và đòi họ phải nộp mỗi tuần 200.000 bảng cho hắn, nếu không sẽ biến từng thằng thành ong. Một thằng đàn em móc súng ra xả xuống đất để chứng minh hắn không hề nói đùa. Sam hỏi cần bao nhiêu để dừng tất cả chuyện này lại. Hắn đòi 2 triệu bảng trong 2 tuần. Anh ăn giày vậy không sợ sau này đẻ con đéo có lỗ đít sao? Mặc dù vậy Sam vẫn phải đồng ý vì không muốn lên bàn thờ ăn chuối xanh. Trở về văn phòng họ bàn xem có cách nào để tìm được nhiều thẻ hơn và nếu có hẳn một danh sách người tiêu dùng thì càng tốt. Foxy đề nghị gọi thêm Frankie vào nhóm. Vì vậy anh ta đã hack mail của cô để tìm xem có thứ gì sẽ thuyết phục được cô gia nhập. Họ phát hiện cha mẹ của người đẹp cũng làm trong Express. Cho dù cha cô là nhân viên lâu năm nhưng công ty đã tìm cách không trả tiền bảo hiểm cho ông khi ông bị bệnh nặng. Sam đến và rủ Frankie đi ăn. Cậu nói cho cô biết mình là kẻ trộm tín dụng và lý do là vì trả tiền viện phí cho anh trai. Sau đó Sam cho rằng công ty Express phải chịu trách nhiệm vì đã bỏ rơi cha của cô. Như bị gãi đúng chỗ ngứa ở hãng nên người đẹp đồng ý gia nhập nhóm ngay luôn và lập tức. Cô lọc ra 5 thẻ có số tiền lớn nhất và bắt đầu sử dụng nó để mua những món hàng giá trị. Để tránh bị phát hiện họ phải qua nước khác và sử dụng thẻ khi chủ nhân của nó đang không sử dụng. Đầu tiên là một người đàn ông làm trong ngân hàng với số tiền trong thẻ là 500.000 đô. Họ phải giám sát ông ta để tránh việc bị phát hiện thông báo số dư trong thẻ. Rafa thông báo rằng ông ta đang di chuyển nên chắc sẽ không cầm điện thoại. Foxy nhanh chóng mua những trang sức đắt tiền nhất trong cửa hàng. Trong lúc đang làm nhiệm vụ thì thằng Jatesy lại nói chuyện chia rẽ nội bộ với Rafa. Sau đó hắn ra ngoài tán tỉnh Frankie nhưng cô không đồng ý. Thế vậy hắn tiếp tục nói xấu Sam khiến cô nàng bỏ đi. Gặp tôi là cái thằng ngáo đá này vỡ mồm rồi. Vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành, họ mua được rất nhiều trang sức đắt tiền để ăn mừng thành công. Ba thanh niên này quyết định đi thư giãn chút. Họ tìm đến một vũ trường thoát y để xúc bình sang con và đá trứng cút. Còn Sam ở lại uống rượu và ngắm biển với Frankie. Sau một hồi nói chuyện thì cả hai liền rủ nhau vào khách sạn để tập thể dục chống đẩy nâng cao sức khỏe. Mà bên này Jatesy uống rượu và lại nghĩ đến cảnh Frankie bị nam chính dùng cây rồi cui thịt 21cm đâm liên tiếp vào người khiến hắn phát điên. Hắn gọi thêm hai chai rượu nữa nhưng tất cả đã sạch túi. Thế là tên khốn này liền lấy cái thẻ tín dụng trộm được từ Sam để mua thêm rượu. Không ngờ chiếc thẻ này là hàng giả nên cả đám bị bảo vệ đuổi cho chạy muốn xúc cả quần. Phải khó khăn lắm cả ba mới trốn được về khách sạn. Sau khi Sam kiểm tra số tiền từ 4 chiếc thẻ còn lại, anh phát hiện chúng không đủ 1,5 triệu đô để trả cho tên Marcel. Điều này khiến cho cả nhóm khá lo lắng. Sáng hôm sau, Rafa nảy ra một ý tưởng táo bạo. Họ sẽ giả làm thái tử Brunei để lấy trang sức từ một công ty độc quyền tại Miami. Kế hoạch là họ sẽ đặt một bộ trang sức cầu hôn giá 20 triệu đô. Đầu tiên Sam giả làm người bán trang sức và gọi cho trợ lý của thái tử. Sau khi xác nhận thái tử không có ở trong nước và chắc chắn không liên lạc được, Sam gọi đến cho hãng trang sức và giả làm người trợ lý. Họ sẽ sắp xếp một buổi tham quan kim cương tại London.
Jatesy nhanh chóng đến hãng máy bay để đặt một chiếc tới London chuẩn bị đón đoàn người từ hãng trang sức. Tiếp theo, Fordy đến thuê mấy MPG chân dài để phục vụ suốt chuyến bay. Vậy là đã có máy bay và nhân viên. Họ cần chuẩn bị thêm trang phục và xe di chuyển. Sau khi tất cả đã xong hết thì Frankie ra biển tắm khoe cái body vạn người mê của mình. Sam nhận được cuộc điện thoại từ Marcel. Hắn cho biết thằng đàn em của mình đang bắt chuyện với Frankie ở bãi biển. Sam chạy hết tốc lực đến thì hắn đã bắt Frankie đe dọa phải nộp tiền trong vòng 3 ngày nữa. Cô tức giận chạy về hỏi cả nhóm thì biết được họ nợ hắn tới 2 triệu bảng. Người đẹp nhận ra bốn thanh niên này dù cô làm chung chỉ vì muốn trả nợ. Đến nước này mà tên Jatesy vẫn bơm đều nói Sam dùng trò hack mail của mọi người để dụ tất cả vào nhóm. Cảm thấy tức giận vì mình bị lừa nên Frankie đã quyết định bắt chuyến bay về London. Còn bốn thanh niên do vẫn còn đang nợ tiền nên phải tiếp tục kế hoạch. Sáng hôm sau máy bay đã đến đón ông trưởng phòng công ty trang sức. Trên máy bay cô tiếp viên giả ngỏ ý muốn nhào nặn củ khoai của ông ta. Xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân nên ông ta ngu gì mà từ chối. Tối đó họ đã đến London. Sam cho biết thái tử đang trên đường đến cuộc họp nên muốn ghé qua để xem trước bộ sưu tập. Thái tử sẽ giữ bộ sưu tập, còn nhóm người từ công ty trang sức sẽ di chuyển trên xe phía sau. Cả đoàn xe bắt đầu di chuyển đến điểm tiếp theo. Fordy chờ đến lúc đèn vàng rồi vượt qua khiến xe của công ty không thể theo được. Vì vậy bảo vệ của công ty liền rời khỏi xe để đuổi theo cho chắc cú. Nhưng khi qua bên đường thì thấy hai chiếc xe dẫn đoàn phía trước vẫn đang đợi. Tuy nhiên chiếc xe chở Rafa cùng số kim cương đã chìm én đi mất. Còn Jatesy thì nhanh chóng lái chiếc xe khác thế chỗ vào. Họ tiếp tục di chuyển rồi đột ngột tách ra hai hướng khác nhau khiến nhóm công ty phải đuổi theo xe mà Jatesy cầm lái. Đúng lúc này hắn gọi cho Rafa nói muốn tạo phản và cả hai sẽ chia đôi số tiền. Bị tiền che mờ mắt nên Rafa liền rời khỏi xe cùng với số kim cương. Phía bên kia Jatesy cũng nhanh chóng cắt đuôi nhóm công ty rồi ba chân bốn cẳng chạy mất dạng. Sau đó hắn gọi điện cho Sam và nói rằng sẽ cùng Rafa biến mất với số kim cương vừa trộm được. Tên khốn này còn cho biết mình đã chuẩn bị sẵn người để ra địch. Nhưng Sam sớm biết trước hắn sẽ phản bội mình nên đã cài định vị vào chiếc cặp chứa kim cương đó rồi. Đúng lúc này Marcel gọi điện đòi số tiền và hắn đã bắt Frankie làm con tin. Không còn cách nào khác, Sam đành gửi định vị của chiếc cặp và nói 20 triệu đô đang ở đó cho hắn tự đi lấy. Phía bên kia người của công ty trang sức đã đến đồn cảnh sát để trình báo việc mình bị một đám trẻ trâu lừa nhảy mất kim cương. Mà nhóm của Sam đã từng sử dụng điện thoại giả làm thái tử nên cảnh sát sẽ dựa vào đó để điều tra. Lúc này Jatesy và Rafa đến điểm hẹn chờ người mua kim cương đến. Hắn giấu toàn bộ kim cương và chỉ để lại một viên để cho khách xem. Cuối cùng họ cũng đến. Xuất hiện là hai gã đầu trọc to như hai con gấu cùng một cậu áo xanh. Khi ấy Marcel cũng đã đến được khách sạn. Hắn cùng hai tên cận vệ mang theo rất nhiều đồ chơi nhằm cướp số kim cương. Ông già ở lại canh xe thì bị Sam và Fordy tiến đến hỏi thăm sức khỏe. Lại một lần nữa bị úp sọt đánh tối tăm mặt mũi, đúng là không ai nhỏ bằng lão. Ông ta nói Frankie đang bị nhốt ở cốp xe. Người đẹp được giải cứu nên tỏ ra rất vui mừng, chạy lại ôm hôn Sam thám thiết. Vì nguy hiểm vẫn còn đang ở phía trước nên anh chàng đã kêu Frankie nhanh chóng rời khỏi nơi này. Fordy cướp áo và điện thoại của ông già rồi chui vào xe để giả dạng làm ông ta. Bên trên tên đầu chọc xem kim cương xong nhưng lại méo trả tiền cho Jatesy. Anh ta mạnh miệng đòi đưa tiền ra thì mới giao số kim cương còn lại thì tên cận vệ của hắn liền dùng súng bắn vào chân Rafa. Tên đầu chọc đe dọa Jatesy nếu không giao hàng thì sẽ tiễn cả hai lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Đúng lúc này bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa nên hắn kêu Jatesy ra mở. Thì ra là nhóm của Marcel đến. Tên cận vệ vừa vào thì bị tên đầu chọc bắn. Thằng thứ hai lập tức đưa khẩu súng máy vào rồi xả đạn liên tục. Thế là một trận giao cấu ác liệt xảy ra giữa hai phe không làm mà đòi có ăn. Còn hai thanh niên chầu che sợ vãi cả đái vội vàng tìm chỗ núp. Nghe được tiếng súng, cảnh sát bắt đầu điều động quân đến vây bắt. Tên đầu chọc đã bị Marcel bắn chết. Tên súng máy trong khi đang nạp đạn thì bị áo xanh bắn rơi ra khỏi cửa. Marcel ra đọ súng với áo xanh thì mỗi người ăn một viên đạn. Nhân cơ hội đó Jatesy cùng Rafa cầm theo kim cương bỏ chạy. Anh cảnh sát nhìn thấy còn chưa kịp làm gì đã bị hắn hạ gục. Lúc này Marcel quay trở lại xe thì ngạc nhiên chưa thằng lồng. Sam và Fordy đã chờ sẵn nên dễ dàng khống chế hắn. Ngoan không bố cho ăn kẹo đồng cỏ mọc xanh mộ bây giờ. Tên áo xanh tỉnh dậy bỏ chạy thì bị tên cận vệ bắn từ đằng sau. Hắn cũng nhanh chóng bị cảnh sát bắn chết. Nhóm của Sam lần theo tín hiệu định vị tiến tới chỗ kim cương. Trong lúc đó Jatesy cướp xe của một bà bầu khiến Rafa vô cùng tức giận. Nhưng anh ta cũng nhanh chóng bị cảnh sát bắt được. Do mải nhìn định vị nên Sam đã lái xe đụng phải Jatesy. Fordy là người duy nhất thoát không bị làm sao. Cậu cố gắng cứu người bạn thân nhưng Sam đã bị kẹt lại không ra được. Vì vậy Fordy đến lấy lại kim cương và phát hiện Jatesy đã chết. Sam nói Fordy hãy mang kim cương trốn khỏi hiện trường bởi vì anh biết mình sẽ không thể thoát. Sau đó nam chính cũng đã bị cảnh sát tóm được. Trên đường lên phường uống trà đá đàm đạo thì anh gặp lại Rafa. Cậu ta xin lỗi và cảm thấy rất hối hận vì đã nghe theo tên Jatesy. Hai năm sau Sam được thả ra khỏi tù, còn Rafa thì đang bị án treo nên lúc nào cũng có cảnh sát tới nhà hỏi thăm sức khỏe. Bên này cô nàng Frankie đang hẹn hò với một anh chàng nào đó. Bất ngờ một người phục vụ đến đuổi anh ta đi và lén đưa cho Frankie một phong bì. Mở ra mới biết bên trong toàn là kim cương. Thì ra người phục vụ đó chính là Sam. Nam chính gặp lại người bạn thân chí cốt của mình Fordy. Sau đó hai người rời khỏi thành phố cùng với số kim cương và sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời bên trai giàu ăn. Bộ phim kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim sau.